Chuyện lạ khó tin, mèo và thỏ yêu nhau bất chấp khác giống loài. Bạn có tin rằng hai loài vật khác nhau lại có thể yêu nhau say đắm hay không? Nghe thì có vẻ khó tin đấy, nhưng chuyện đó lại có thật 100% tại nhà của cô nàng xinh đẹp tên Danh sau đây. Đây là Harry, bé thỏ nổi tiếng nhất tại Việt Nam với đặc điểm ngoại hình béo hơn cả chó, nhưng tâm hồn lại chỉ yêu mèo. Nhiều lúc con sen Danh mang chó về mà Harry tán muốn vỡ đầu, ngửi ngửi và kiểm tra xem phải mèo hay không. Mèo thì chơi, không phải mèo thì đi ra chỗ khác. Khó ở vậy ai mà dám chơi cùng. Và sau đây là màn cơm chó chất lượng của bé mèo nhà Danh và bé thỏ Harry. Bọn nó ngày nào cũng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và liếm lông cho nhau từ sáng tới chiều. Đôi lúc mèo buồn ngủ quá quên liếm lông cho Harry là y như rằng hôm đó Harry sẽ ngồi làm nũng cả buổi cho đến khi được liếm sạch lông thì mới thôi. Phải ăn cơm chó mỗi ngày trong chính ngôi nhà của mình là điều đau khổ nhất của cô nàng Danh này. Đồng thời Danh cũng chia sẻ rằng không phải mèo và thỏ nào cũng có thể ở chung với nhau được. Chẳng qua do hai bé này lớn lên cùng nhau nên quấn nhau như vậy. Chứ mèo lớn mà gặp thỏ là sẽ cắn đó. Nên mọi người hãy cẩn thận nếu muốn nuôi chung một nhà nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.